Hi. Là Huyền nè mọi người. Hôm nay chơi game tiếp với Huyền nha. Đạp xe tiếp thầy. Ủa cái này hình như là bữa giống giống cái chơi rồi vậy ta. Thử coi bữa giờ có ổn hơn tí nào chưa? Hay là chưa đó? Chưa lên tay gì hết nha. Là gái đạp xe sơ sơ thôi. Hên quá. Có cái đường nữa dễ hơn nè em ta. Được một trận rồi. Bữa nay lên tài rồi nha. Trời. Trời chuyện thật như đùa luôn á. Thấy cái màu hồng thấy ghét rồi. Nó không bao giờ đầu luôn vậy. Ủa lý do gì? Lý do gì quay lại từ đầu luôn vậy? Vậy là nãy nó bị gì á? Tài tức tức ngoài luôn. Trời sao không có người dính nữa. Đưa. Hết giờ. À, tiếp tục. Trời, map này dữ nè, map này dữ nữa nè. Chuyện làm cái dù đã không được, đã chơi không được hay mà còn gặp mấy cái này nó chết tôi.
Ủa, có người có xe máy được rồi. Wow, xe xịn nha hả? Có người có hiệu ứng đẹp quá kìa. Bị hoài luôn đó. Tức quá. Cái con đường này nó ấy tôi dữ vậy đó. Trời 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 trời. Hai ba vô. Trời trời cái màu kìa. Tiêu 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 nhảy sớm quá rồi. Đổi cái màu chói mắt. Mà ảo gì vậy? Trời ơi, sản hồn. Còn gì nữa? Xong rồi đó. Trời ơi, trời ơi. Rồi hết hy vọng. Hoài luôn nè, hơi hoài luôn nè. Rồi rồi rồi. Cái trò này chơi hoài chứ không được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này. Bye bye.